Rồi, xin chào tất cả các bạn và các anh chị đã quay trở lại với video tiếp theo trên kênh Đô Official này. Thì cái máy á, khi mà các bạn sử dụng một thời gian rất là lâu thì cái bụi giấy nó sẽ rất là nhiều, nó đọng lại ở tất cả các cái bộ phận ở trên máy. Do đó khi mà cái dịp nào mà các bạn cảm thấy cái máy của mình nó lâu rồi mà các bạn chưa có vệ sinh thì các bạn nên tháo ra các bạn vệ sinh để tránh cái những cái tình trạng như là cái bụi giấy hoặc là bụi nó vào ở trong những cái b� đạn của cái cụm lấy giấy hoặc là những cái bộ phận khác thì nó sẽ gây hư hỏng máy. Và khi mà cái bảng chạy của tất cả các bạn và các anh chị khi mà nó lấy giấy lên, khi nó lấy giấy lên mà nó có những cái vấn đề nhất là các bạn sẽ nghe cảm giác là máy nó chạy, nó kéo giấy nặng nè. Thứ hai nó rít nè. Cái thứ ba nữa là nó hay thường xuyên nó bị kẹt giấy ở khay E2 hoặc là khay F. Thì cái hiện tượng kẹt giấy này nó không phải là nó có khi nó kẹt hai ba tờ hoặc là có khi nó kẹt cái tờ giấy, nhưng mà khi các bạn chú ý cái khi mà các bạn kéo cái khay F, khay E ra, cái E2 hoặc là khay F ra thì các bạn sẽ thấy là cái tờ giấy nó có thể là nó bị nghiêng. Cái nguyên nhân cũng có thể cái nguyên nhân cũng có thể theo suy đoán của mình thì có thể là trong quá trình mà bụi giấy nó dơ nó sẽ gây cái hạn chế của cái bộ lấy giấy. Do đó là khi mà bộ lấy giấy lên hoặc là cái miếng FA nè, cái miếng FA ở phía sau máy nè các bạn, thì nó dơ thì có khi mà lấy giấy lên á, thì các bạn sẽ thấy những cái bánh xe này nó sẽ chạy. Tuy nhiên có những lúc mà nó sẽ bị kẹt thì nó sẽ gây ra tình trạng là nó bị xéo cái giấy. Khi mà xéo giấy á, thì khi mà nó qua cái khay E2 thì cái tình trạng giấy nó sẽ bị xéo đi và nó sẽ đụng vào ở trong cái hai thanh trắng đen ở trên cái khay E2 nè, thì nó sẽ gây ra kẹt giấy. Thì đó là cái suy luận đầu tiên của mình. Nếu các bạn và các anh chị có những suy luận khác thì có thể để lại ở phần bình luận ở phía dưới nha, để chúng ta cùng học hỏi và cùng trao đổi. Thì khi mà nó bụi như vậy thì các bạn sẽ tháo các cái cụm ra. Nói chung là khi mà chúng ta vệ sinh thì các bạn nên vệ sinh hết toàn bộ cái máy luôn. Thì chúng ta nếu mà các bạn có thể là khi mà các bạn tháo một cái máy này ra, các bạn làm cũng có thể là mất cả ngày. Nên do đó là khi các bạn làm, nếu đã quyết định vệ sinh máy thì các bạn nên tháo hết cái bộ phận ra, các bạn làm lại luôn. Ví dụ như là ray từ, vệ sinh rum, vệ sinh beo, rồi vệ sinh các cái cụm lấy giấy. Thì đối với như là ray từ, vệ sinh rum, beo thì mình đã có những cái video clip rất là chi tiết rồi. Các bạn có thể lên kênh Đô Official của mình, các bạn lục lại các cái video đó thì nó sẽ ra. Còn đối với ở video này thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn về tháo cái bộ phận mà hỗ trợ lấy giấy ở trong cái bộ cái cụm lấy giấy này. Thì các cái cụm lấy giấy mở ra thì các bạn cũng đã biết rồi, cách mở ra nó như thế nào thì mình cũng đã có hướng dẫn rất là chi tiết ở những cái video đó. Hy vọng là các bạn có thể là các bạn vào các bạn xem lại những cái video này ha, để các bạn biết cách mở. Thì mình nghĩ là khi mà những cái video mình chia sẻ lên đây thì hầu như nếu mà các bạn nào cũng có theo dõi trên kênh mình thường xuyên á, thì mình nghĩ là các bạn có thể là khoảng nắm được khoảng 70% các bạn biết tháo lắp những cái bộ phận vệ sinh, những cái bộ phận quan trọng ở trong cái máy rồi. Thì các bạn cứ thế các bạn làm thôi. Thì đối với khi mà chúng ta mới làm á, thì có thể là nó chưa có được trọn vẹn lắm. Thì nhưng mà chúng ta làm lần thứ nhất, lần thứ hai thì mình nghĩ là nó sẽ hiệu quả cũng ngang ngửa thợ, chứ không đến nỗi mà chúng ta không xử lý được. Tuy nhiên cái điều quan trọng là trước khi mà chúng ta mở ra thì chúng ta phải cẩn trọng, chúng ta phải nhớ những từng cái bộ phận nó nằm ở vị trí nào. Ví dụ như ốc lắp sao thì các bạn nên chú ý những cái phần đó. Rồi đối với cái bộ phận hỗ trợ lấy giấy á, thì ở trong đây á, chúng ta nó có là thứ nhất là cái cụm khay 1, cụm lấy giấy khay 1, cụm lấy giấy khay 2. Đây. Đây cụm lấy giấy khay 2. Cụm lấy giấy khay 3 và cái bộ phận hỗ trợ lấy giấy. Một phần nữa là đây là cái bộ phận này. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách tháo ra luôn. Lúc trước thì mình chưa có chỉ với các bạn về cách tháo này. Rồi bây giờ hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn cách tháo này nha. Rồi các bạn thấy ở chỗ này nó có một con ốc nè. Bây giờ các bạn mở ra. Rồi sau đó các bạn ra ở phía sau máy á, các bạn lấy. Đây. Ở chỗ đây các bạn sẽ thấy nó có mấy cái chốt, nó mấy cái khất để nó dính vào. Thì chúng ta đẩy cái này ra, đẩy ra về đây nè. Chúng ta lấy ra.
chúng ta kéo nó ra, chúng ta lấy nhẹ nhàng nha, tại trong đây nó có hai cái răng đó, chúng ta lấy ra phía sau ra. Rồi đây là cái bộ phận hỗ trợ nè các bạn thấy không, ở trong đây nó cũng có một cái motor nữa, tức là đây nó có một cái rắc điện ha. Khi mà ráp vào các bạn nhớ theo lần theo những cái rắc điện các bạn gắn vào cho đúng ha. Thì các bạn thấy là lâu ngày nè, các bạn thấy nó bụi nè, nó bụi nó bám nè, mình sợ nhất là nó bám vào trong những cái bật đèn này nè các bạn, bật đèn hỗ trợ này đó. Thì lâu ngày các bạn sẽ thấy là nó bụi giấy rất là nhiều trong cái giấy á. Thật ra khi mà giấy nếu các bạn mà làm á, khi mà các bạn bỏ giấy vào thì các bạn nên vũ giấy đi, để dù có giấy cắt hay là cái giấy giấy thùng á, thì nó vẫn bụi. Thì cái giấy thùng thì nó bụi ít hơn, còn giấy cắt nó bụi nhiều hơn ha. Thì đó, các bạn thấy là mình toàn là xài giấy thùng không, nhưng mà hiện tại bây giờ là máy nó cũng rất là bụi. Đây nè. Đó, do đó là các bạn sẽ tháo những cái con nhông này ra, các bạn vệ sinh. Thì nó tháo con nhông thì cũng dễ thôi, các bạn lấy này ra nè, các bạn tháo này ra rồi, rồi các bạn vệ sinh hết chỗ mấy cái bạc đạn này. Rồi sau đó các bạn sử dụng R7, các bạn xịt vào để cho nó hỗ trợ bôi trơn, nó làm sạch ha. Ở đây cái bạc đạn này là cái bạc đạn một chiều nè các bạn nè. Các bạn thấy không, các bạn xoay như vậy thì nó chạy nha, nhưng các bạn xoay ngược lại thì nó không có chạy đâu. Nên do đó cái bạc đạn này là cái bạc đạn một chiều ha. Đó, đây nè, trong đây thì nó có những cái bánh răng nhỏ trong đây nè, các bạn thấy không, bụi nè. Do đó các bạn xịt, lấy R7 xịt vào trong đây, các bạn xịt vào trong đây ha. Chúng ta làm vệ sinh cho nó sạch sẽ rồi chúng ta ráp lại. Thì cách ráp thì các bạn mở ra được rồi thì các bạn cứ ở phía sau này nó có hai chốt nè, các bạn cứ để vào trong hai chốt phía sau máy á. Các bạn đẩy vô thì nó đây, trong đây nó có hai cái gờ khớp, thì nó sẽ ở trên máy nó sẽ có hiện hai gờ khớp luôn. Các bạn chỉ lắp vào, các bạn coi hai cái gờ khớp này nó vào ở phía sau này nó vô hết, nó không có gì hết là ok rồi. Còn đối với cụm lấy giấy này các bạn thấy ha, lâu ngày quá thì nó bụi này. Đó, nó bụi thế này. Ở đây thì nó có một con nhông một chiều nè, cũng là con nhông một chiều nằm chỗ đây. Và dưới đây các bạn sẽ thấy nó có một cái hai con nhông này nè. Mà thông thường nếu mà các bạn chạy mà các bạn thấy mà cái giấy mà các bạn nó cứ lấy lên, khi mà nó vừa lấy lên tới cái chỗ cái cụm này nè, nó vừa kéo lên cái nó đứng cứng ngắc. Và khi mà các bạn thấy là khi mình kéo cái khay nào cũng vậy, khi mà kéo ra cái tờ giấy nó dính cứng trong này nè, thì các bạn nên chú ý, các bạn kiểm tra lại cái con nhông này. Đa số là nó hay bể con nhông này nhất nè, nó bị cắn là nó bể liền à. Do đó con nhông này nè nó hay bể, và khi bể thì phải thay luôn nguyên cái cây này. Chứ còn nó thì nó mình đi kiếm cái nhông này mình thay ha. Đó, khi bể thì mình thay luôn con nhông này. Nhưng mà cái nhông này lấy ra thay rất là khó nha các bạn, khó lắm. Mình cũng chưa biết cách mình mở ra để thay luôn á. Đa số là mình có hai cái máy xác á, thì mình lấy cái cụm của máy bên đó mình bỏ qua. Còn đối với những nào hư nặng quá thì mình bỏ luôn. Chứ mình cái này thật ra nếu mà để mà tháo ra vệ sinh nó thì nó rất là nhiều chi tiết, nên là mình thấy tháo ra nó cực lắm. Thì cái này để hạn chế thì các bạn nên hạn chế bụi. Bụi thì nó sẽ, thứ nhất là nếu mà nhất là rớt những cái từ mà nó vào trong mấy con nhông này nè, thì nó sẽ gây kẹt, nó gây kẹt, nó gây đơ, thì nó sẽ không có chạy lấy giấy lên được. Còn các bạn khi mà các bạn mở máy ra, các bạn thấy ở phía dưới đây nè, nó có cái màu vàng á, có một cái miếng màu vàng, đây là cái miếng sấy giấy nha các bạn nha. Đây là cái bộ phận sấy giấy nè. Tức là khi mà các bạn không rút dây điện ra, các bạn tắt máy nhưng mà các bạn không rút dây điện thì cái bộ phận này nó vẫn hoạt động để nó sấy giấy. Nó sấy cái này là nó sấy ở khay 3. Cái này sấy khay 3. Còn khi mà đối với sấy giấy ở khay 2 và khay 1 á, thì ở phía dưới đây nè, các bạn sẽ thấy nó có một cái miếng, có một cái thanh đèn, thì nó ở dưới đây nó sẽ sấy. Nó sấy thứ nhất là nó sấy ở khay 2 nè. Khay thứ hai là nó sấy ở khay 1. Do đó là đối với những cái bạn nào mà đang ở những cái vùng mà thứ nhất là mưa dầm nè, thứ hai là những vùng lạnh, thì các bạn khi mà các bạn tắt máy thì các bạn đừng có rút ổ điện ra ha. Các bạn vẫn để ổ điện đó để cho cái bộ phận này nó hoạt động, để nó sấy giấy. Thì qua ngày mai các bạn chạy á, thì nó sẽ, thứ nhất là giấy nó không cuốn 2-3 tờ này, thứ hai là các bạn chạy nó không bị kẹt. Còn nếu các bạn mà rút những cái vùng đó mà các bạn rút ra rồi, ngày mai các bạn chạy, các bạn sẽ thấy là chạy kẹt giấy vô kể luôn ha. Đó, các bạn biết là
hồi sáng, mở ra bây giờ là gặp 12 giờ kém rồi. Tức là mình chỉ có vệ sinh mấy cái khay, cầm khay lấy giấy, rồi vệ sinh bụi rồi trong mấy cái này. Tại vì cái room với lại từ bell là mình đã làm trước đó rồi, nên là đợt này là mình không làm, nhưng mà cũng phải mất cũng còn hết một buổi. Còn nếu mà các bạn làm mở ra thì các bạn mình nghĩ là phải một ngày mới xong, nên đó là các bạn nên sắp xếp vào cái ngày nghỉ của mình á, để chúng ta làm. Chứ không thôi là những ngày kia khách vào thì chúng ta sẽ rất là mắc công. Khi mình, nếu mà các bạn có hai máy mà các bạn một máy hư thì các bạn sửa, mà các bạn đứng lên đứng xuống mà làm rất là mệt. Tại mỗi lần làm máy á, là các bạn biết phải là các bạn phải cẩn thận, các bạn phải tập trung các bạn làm. Thì do đó là khi mà các bạn mở máy ra, khi các bạn vệ sinh á, thì vệ sinh ở trên, từ trên xuống dưới. Thì ví dụ như là khi các bạn làm thì các bạn bắt đầu từ những cái bộ phận ở trong nè. Ví dụ như đây, khi các bạn lấy cái bộ từ ra, lấy mực ra, thì ở trên các bạn lấy cái bụi khay hướng giấy ở ngay chỗ C2 ha. Các bạn vệ sinh ở trên những cái thanh giữ của cái bộ bộ từ, rồi xong các bạn vệ sinh những cái thành hết, rồi sau đó chúng ta sẽ bắt đầu đi xuống từ từ. Chứ nhiều lúc các bạn, khi mà các bạn vệ sinh xong những cái bộ sấy, các bạn vệ sinh những cái bộ lấy giấy ở phía dưới, rồi các bạn mới lên trên các bạn vệ sinh, thì nó sẽ rớt bụi xuống dưới lại. Do đó là chúng ta nên là vệ sinh từ trên xuống dưới. Mình nghĩ khi mà làm á, thì các bạn nên chủ động, các bạn tự tin, các bạn mở máy ra, các bạn sửa, các bạn đừng có ngại. Tại vì khi mà các bạn ngại thì các bạn không dám đụng vào máy. Thì nếu mà các bạn không đụng vào máy thì các bạn sẽ không có cái kỹ năng các bạn tiếp xúc với máy, các bạn sửa máy để các bạn phục vụ cho công việc của mình được. Các bạn biết trong cái khi mà mình sử dụng máy photo, khi mà sử dụng nhiều thì nó sẽ hư hỏng hóc. Ví dụ như là cứng từ mấy cái phốt từ, rồi rum thay lá mua, thay lá mía, rồi thay siêu rum gì đó. Thì nếu mà các bạn không tự làm thì các bạn kêu thợ, thì việc kêu thợ thì sẽ rất là tốn tiền. Nên do đó là mình nghĩ là khi mà các bạn đã mở tiệm photo ra làm thì các bạn phải tự tin, các bạn mở máy. Thì những cái phần như nãy mình đã nói lúc đầu, thì những cái hầu như là tất cả các video chia sẻ về máy Ricoh, dòng Ricoh nha, còn những cái dòng khác thì mình không có biết, thì mình cũng đã chia sẻ đến cho tất cả các bạn rất là nhiều. Thì các bạn cứ vào trong cái kênh mình, các bạn coi hết tất cả cái video đó, thì các bạn sẽ biết cách các bạn mở từng bộ phận ra các bạn thay. Nhưng mà cái quan trọng vẫn chủ yếu là các bạn phải tự tin để các bạn làm. Lần thứ nhất các bạn có thể làm không được thì lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư. Thì cũng giống như mình lúc đầu thôi, mình cũng bỡ ngỡ mình làm. Thì trong quá trình mình làm, ví dụ như cái nào mình tham khảo trên mạng mình mở được thì mình mở ra mình làm, mình vệ sinh. Còn những cái nào mà khó khăn quá thì mình điện cho anh Hiếu, mình nhờ anh hỗ trợ, thì anh cũng rất là vô tư, anh hỗ trợ cho mình. Phải nói chung là khi mà các bạn chọn những cái thợ mà cung cấp máy thì cũng, cái đó cũng là một điều có quan trọng, là người ta có hỗ trợ sau này cho các bạn hay không. Tại vì mình thấy đa số các cả các bạn khi mà mở tiệm ra, các bạn cũng đi dò giá chỗ này chỗ kia, giá chỗ này cao hơn, giá kia thấp hơn, rồi các bạn chọn những cái nơi thấp. Nhưng mà những cái nơi có thể là những cái nơi người ta bán máy thấp cho tất cả các bạn chính là những cái người mà người ta bán, người ta chạy. Chứ ít có ai mà bán rẻ mà để bảo hành cho tất cả các bạn hoặc là hỗ trợ các bạn về sau hết á. Do đó là những cái người đó là người ta làm, người ta không có trách nhiệm. Nên là hy vọng nếu mà các bạn nào đang có những cái tư tưởng mà mở tiệm, thì mình nghĩ là chúng ta phải cân nhắc rất là kỹ những cái lúc mà cái hậu về sau khi mà mua máy. Cũng có rất là nhiều bạn hỏi mình về bây giờ là muốn mở tiệm, nhưng mà thực chất ra tại vì có một số cái mình cũng không, giờ cũng không muốn tư vấn cho tất cả các bạn nhiều về ngành nghề photo này. Tại vì các bạn biết khi mà các bạn làm mà nó không có chỉnh chu lắm thì cái thu nhập nó không có được bao nhiêu hết. Mà khi các bạn mở cái tiệm ra mà trong 2-3 tháng các bạn phải dẹp tiệm, phải nói là một trong những cái điều mà không ai muốn cả. Phải nói không ai muốn. Nhưng mà nếu mà các bạn phải, nếu các bạn đã quyết tâm các bạn làm thì các bạn phải mở cho nó giống như là cho nó hoành tráng luôn, thì các bạn có thể làm đi theo nghề được. Chứ còn mà các bạn mở mà các bạn có bỏ một cái máy photo để các bạn phô không thì mình nghĩ nó sẽ không thành công. Nên do đó ngay lúc đầu thì các bạn nên suy nghĩ cho nó kỹ, để chúng ta không có thể phải là mở ra xong chúng ta phải thất bại. Thì do đó đối với các bạn biết là ngành nghề photo không phải là dễ kiếm tiền, mà nó cũng không có phải là giàu, nó chỉ lượm tiền cắt mà. Do đó là trong ngành dịch vụ chúng ta phải mở rất là nhiều dịch vụ, chúng ta phải biết làm nhiều cái thì chúng ta có thể mới có thu nhập mà ổn định được. Cũng giống như mình không phải là một chuyện photo đâu, mà cái photo này hầu như là mình thấy bữa nay nó không phải là chủ đạo nữa, mà các chủ đạo là nó chuyên qua về in ấn rồi. Nên do đó là khi mà các bạn nào mà phải thật sự là mở, muốn mở mà là muốn gắn bó lâu dài với ngành nghề luôn á, thì hãy gọi Zalo cho mình. Thì cái số Zalo mình sẽ để ở dưới cái phần bình luận này, dưới cái phần mô tả, để các bạn có thể vào sẽ lấy cái số Zalo của mình.
rồi các bạn cứ phải gọi Zalo cho mình. Nhiều lúc các bạn cứ chat, các bạn biết một lần ngồi mà chat với các bạn thì mất thời gian lắm, nên do đó các bạn thôi các bạn cứ gọi đi, rồi các bạn yêu cầu gì thì mình sẽ trong khả năng của mình hỗ trợ được tất cả các bạn, những cái phần nào thì mình sẽ hỗ trợ. Chứ nhiều lúc mình cũng không phải là một chuyên gia gì trong lĩnh vực đó, thì những cái gì mà mình làm được, những cái gì mà mình làm theo nghề đến nay, và những cái nào mà mình cảm thấy nó có thể là kiếm được thu nhập, có thể ổn định được, thì mình sẽ hỗ trợ tất cả các bạn và mình sẽ tư vấn cho các bạn. Còn nếu mà những cái bạn nào hoặc các anh chị nào mà đang có một công việc công ty nào đó đang ổn định, ví dụ mức lương từ 7 triệu trở lên đi, 7 triệu trở lên mà các bạn đang làm việc ổn định, thì mình nghĩ các bạn đừng có nên mở thêm, và các bạn có thể kiếm những cái đường kinh doanh khác thì nó lợi hơn ha. Thì mình đã nói rất là nhiều rồi, nên là trong đây mình chỉ nói sơ sơ lại cho các bạn hiểu thôi. Còn một số bạn hỏi mình có dạy nghề hay không, thực chất ra là mình không có dạy nghề. Thật ra lúc trước mình cũng có nhận hỗ trợ cho một em, thì nhưng mà em đó khi mà hỗ trợ trong 3 tháng thì mình đã bỏ công bỏ sức ra, mình chỉ phải nói là tận tình luôn, nhưng mà trong 3 tháng, sau 3 tháng đó em đã làm không được. Lý do không phải là em đó làm không được, nhưng mà do là không có yêu nghề. Thật ra đi học là giống như là bị ép buộc vậy, đi học cho nó vui thôi chứ còn không muốn học, nên do đó là tụi mình quyết định là thôi. Cái công sức của mình bỏ ra 3-4 tháng rồi mà nó không đem lại hiệu quả nữa, nên bây giờ các bạn cứ nói là mình có nhận hay không thì mình cứ không nhận. Còn nếu các bạn nào mà thật sự muốn mình hỗ trợ thì cái này mình sẽ nói thật, cái này mình sẽ lấy phí. Nếu mà các bạn muốn hỗ trợ cho mình thì mình nếu các bạn nào mà muốn mình hỗ trợ chỉ về photocopy hay là gì đó thì mình không chỉ trực tiếp mà mình sẽ làm những cái video ra, mình sẽ gửi cho tất cả các bạn cái đường link đó, các bạn vào xem. Nhưng mà nói trước khi đó là mình sẽ lấy phí, nhưng mà mình lấy phí giống như là lấy phí cà phê thôi chứ không phải mà lấy phí cao đâu. Thì nếu các bạn nào có nhu cầu thì các bạn cứ để lại ở dưới phần bình luận, mình sẽ, các bạn yêu cầu làm những cái video nào thì mình sẽ báo giá cho tất cả các bạn về những công việc đó, thì nó ra khoảng bao nhiêu cái video và cái số tiền đó là bao nhiêu. Nếu các bạn thấy hợp lý thì các bạn chịu khó cho mình, rồi mình sẽ làm những cái video đó, mình sẽ gửi link cho tất cả các bạn xem ha. Chứ bây giờ mình nói về để về mà chỉ cho tất cả các bạn mà các bạn tới chỗ mình học luôn thì nó sẽ không hợp lý, tại vì nó sẽ khó khăn. Tại thứ nhất là các bạn ở xa, thứ hai là khi các bạn tới đôi khi mình ở đây thì mình làm có một mình không có thuê nhân viên. Nhưng mà khi ví dụ nhiều lúc mình đi có công chuyện thì mình đóng cửa mình đi, thì nhiều lúc không, mình các bạn không thể nào các bạn ở lại các bạn học được. Do đó là cách tốt nhất là mình sẽ làm những cái video mình gửi đến cho các bạn. Như nãy mình đã nói rồi thì chắc chắn nó sẽ có phí, mà sẽ cái phí này nó giống như là một cái phí cà phê thôi chứ không phải là phí đắt đỏ gì ha. Nếu các bạn nào có nhu cầu thì các bạn cứ để lại phần bình luận phía dưới, hoặc là các bạn gọi trực tiếp cái số Zalo mình để trong phần mô tả thì các bạn liên hệ với mình nha. Rồi mình xin tạm biệt tất cả các bạn ở đây ha. Chúc các bạn thật là nhiều sức khỏe và thành công trong việc. Bye bye.